Như Quỳnh bật khóc nức nở vì một hành động của Hoài Linh, biết nguyên nhân, fan cũng xúc động. Mới đây, Như Quỳnh và Hoài Linh cùng nhau lên sóng chương trình Music Box của Trung tâm Thủy Nga. Đây là chương trình đã được ghi hình từ khoảng một năm trước, nhưng bây giờ mới phát sóng. Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ tên tuổi khiến Music Box số này thu hút rất nhiều sự chú ý. Những màn kết hợp của cả hai mang đến cảm xúc đặc biệt cho người xem. Tại chương trình, Hoài Linh bất ngờ gửi tặng Như Quỳnh ca khúc Áo Em Chưa Mặc Một Lần. Ông cho biết, mình xem đối phương như em gái, biết cô cũng như bao người phụ nữ, luôn ao ước được mặc áo cưới một lần, nhưng chưa thể thực hiện được, nên muốn gửi tặng bài hát này. Hoài Linh chia sẻ thêm, tôi thực sự rất thương Như Quỳnh lắm. Như Quỳnh là một danh ca xinh đẹp, nổi tiếng, được hàng vạn người yêu thương, mến mộ. Đàn ông ngày đó ai chẳng mê Như Quỳnh, ai cũng nghĩ đến nhan sắc và phẩm hạnh cao đẹp như Như Quỳnh sẽ có được một tấm chồng như ý. Nhưng không, đường tình duyên của Như Quỳnh vô cùng lận đận, đúng nghĩa hồng nhan bạc phận, Như Quỳnh chưa một lần được mặc áo cưới, làm cô dâu. Dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, giọng hát cũng không phải quá đặc sắc, nhưng bài hát của Hoài Linh vẫn khiến Như Quỳnh nghẹn ngào. Nữ ca sĩ bật khóc sau khi đàn anh kết thúc. Cô gửi lời cảm ơn đến đối phương, đồng thời cho biết mình rất hạnh phúc khi hôm nay được ngồi cùng Hoài Linh ca hát và tâm sự với nhau. Như Quỳnh bấy lâu nổi tiếng là mỹ nhân sở hữu nhan sắc xinh đẹp, giọng hát ngọt ngào, hồng nhan bạc phận, đường tình duyên của cô không được suôn sẻ như nhiều người nghĩ. Đến nay Như Quỳnh vẫn là mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con gái. Điều đáng mừng là gần đây giọng ca duyên phận đã có tình yêu mới. Dù chưa biết tiết lộ danh tính đối phương, nhưng nữ ca sĩ bật mí, cô đang rất hạnh phúc, mong chuyện tình này sẽ kết thúc có hậu.